Vâng, thấu hiểu về những vất vả và hy sinh ấy, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những ngày qua đã cùng nhau chuẩn bị hàng ngàn suất cơm, những phần nước uống miễn phí và nhiều nhu yếu phẩm khác để gửi đến các lực lượng y bác sĩ với mong muốn sẻ chia khó khăn với họ, cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Đây là nơi nấu hàng ngàn suất cơm trong những ngày qua của nhóm thiện nguyện Hiếu Hạnh cùng với câu lạc bộ bếp cơm Vạn Tình và nhóm tình nguyện trẻ Đà Nẵng. Ở đây luôn có sự phân công công việc rõ ràng, nhanh gọn, mỗi người mỗi việc, người đứng bếp, người nấu cơm, người chuẩn bị các thực phẩm khác. Anh em trong đội là thức dậy từ 3 rưỡi sáng, nấu cơm còn cuộc đến 10 giờ trưa, bắt đầu cơm lên xe, phân phát ở bệnh viện C, bệnh viện Chỉnh Hình, bệnh viện Hải Châu, bệnh viện Phụ Nữ. Tất cả mọi người đến với Thanh là bằng tấm lòng. Và mong muốn là y bác sĩ được mạnh khỏe, mọi người được làm chống dịch một cách là hiệu quả nhất. Sau lời kêu gọi trên mạng xã hội, cả ba nhóm thiện nguyện đã huy động hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm từ người dân Đà Nẵng và các nơi gửi về, cùng bắt tay nhau trong chiến dịch tiếp sức cho khu vực phong tỏa. Các bạn tình nguyện viên hoặc là những sinh viên, nhân viên văn phòng, lái xe, nghề nghiệp khác nhau nhưng cùng chung mong muốn góp một phần sức nhỏ khi thành phố cần. Trước đây thì tôi cũng hỗ trợ xe cho đợt 1 và bây giờ thì tôi cũng hỗ trợ xe đợt 2 cùng tham gia với đội của anh Thanh. Tôi chỉ nghĩ là mỗi người chung một chút về tấm lòng thì để cùng nhau làm tất cả những việc đó thì sẽ đẩy lùi được căn bệnh và hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn. Là mỗi khi đi làm thì tụi em được trang bị rất là đầy đủ, thứ nhất là bao tay, khẩu trang, xịt khuẩn, rửa tay và nhất là các cái tấm chắn như thế này. Cố gắng hết sức để có thể là chung tay để mà giúp cho cái đội ngũ y bác sĩ có thể là có động lực cũng như là hỗ trợ cho họ hết sức trong cái đợt chống dịch này. Đến nay chương trình đã nhận được gần 1 tỷ đồng ủng hộ với hơn 140 lượt người nhóm trợ lực, hàng ngàn khẩu trang được tài trợ cùng nhiều sự hỗ trợ về địa điểm làm bếp, người góp gạo, người cho mượn nồi, rồi thực phẩm, vân vân. Đặc biệt là sự giúp sức của rất nhiều tình nguyện viên đến từ các giáo khác. Cứ thế, gần 1.000 suất cơm nghĩa tình mỗi ngày đã được trao tận tay cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Với chúng tôi, những công việc này rất là cảm thấy ấm lòng để chia sẻ những bữa cơm, chia sẻ những tấm lòng đến y bác sĩ. Những suất cơm trưa hàng ngày, cơm chiều, cả buổi sáng đều có chúng tôi lo rồi. Những y bác sĩ chỉ cố gắng chống dịch thật tốt. Những suất cơm tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình thương, sự sẻ chia của người dân với nhau trong lúc khó khăn do dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Và ở Đà Nẵng, thành phố đáng sống này, còn rất nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm khác vẫn đang cày đêm quyên góp để hỗ trợ ngành y tế trong giai đoạn khó khăn này. Những chia sẻ của họ đã phần nào làm ấm lòng những thiên thần áo trắng đang căng mình chống dịch, đồng lòng đồng hành cùng với thành phố góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng ổn định cuộc sống.